huyết dễ trở nặng hơn khi từng nhiễm Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh nhập viện ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng lớp 10. Truy xét hai nhóm thành thiếu niên khủng chiến phá nát quán cá vịt. Tông người tử vong giữa ban ngày, tài xế đốt vàng mã và bỏ trốn. Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường phố ở Nha Trang. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Xin kính chúc quý vị một ngày đầu tuần học tập và làm việc hiệu quả. Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, bản tin sáng nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi nhất trong và ngoài nước. Mở đầu sẽ là thông tin về tình hình viêm gan bí ẩn tại Anh và Mỹ. Theo số liệu mới nhất, số ca viêm gan bí ẩn được ghi nhận tại Anh và Mỹ đã vượt mốc 200 và ít nhất có 34 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện ca mắc. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO, 700 ca nhiễm viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đã được ghi nhận tại 34 quốc gia. Ngoài ra, 112 trường hợp nghi ngờ đang chờ xác minh, ít nhất 38 trẻ phải ghép gan và 10 ca tử vong. Sau hơn 2 tháng bùng phát làm sống viêm gan bí ẩn, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục ghi nhận ca bệnh gia tăng. Tại Vương quốc Anh, cơ quan an ninh y tế UKHSA vào ngày 10 tháng 6 cho hay sau khi làm việc với cơ quan y tế công cộng Scotland. Cơ quan y tế công cộng Wales, họ xác định được thêm 18 trẻ mắc viêm gan bí ẩn. Con số này nâng tổng số bệnh nhân ở Vương quốc Anh tính đến ngày 7 tháng 6 là 240 trường hợp. Trong đó, 170 trẻ tại Anh, không trẻ em nào thiệt mạng. Các cuộc điều tra vẫn bám sát giả thuyết virus Andeno 41F là nghi phạm gây ra tình trạng viêm gan hàng loạt không rõ nguyên nhân. Các nghiên cứu bổ sung về miễn dịch tiền sử mắc bệnh nhiễm trùng khác cũng đang được tiến hành. Kết quả sơ bộ sẽ được cơ quan y tế Anh công bố vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Tiến sĩ Sophia Mackey, giám đốc sự cố tại UKHSA khẳng định, nguy cơ trẻ em mắc bệnh viêm gan bí ẩn này vẫn rất thấp. Phụ huynh nên duy trì các biện pháp vệ sinh thông thường, rửa sạch tay đúng cách để hạn chế tụ tập đông người, để giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả virus adeno. Tại Mỹ, từ báo cáo ban đầu vào tháng 10 năm 2021 đến nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã xác nhận 274 ca mắc viêm gan bí ẩn ở 37 bang. Puerto Rico và Washington DC. Cơ quan này khuyến cáo, tuy hiếm gặp, trẻ em vẫn có thể bị viêm gan nghiêm trọng, không phải lúc nào chúng tôi cũng biết nguyên nhân. Đó là lý do các chuyên gia vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân có thể xảy ra của những ca bệnh. Vào ngày 5 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn sau khi nó được phát hiện ở Vương quốc Anh với hàng loạt trẻ dưới 10 tuổi phải nhập viện. Tất cả bệnh nhi đều trong khoảng 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. Hầu hết trẻ mắc bệnh đều không liên quan đến virus viêm gan được biết đến trước đó. Khoảng 10% trẻ bị viêm gan bí ẩn phải ghép gan. Triệu chứng của bệnh thường là đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn, vàng da, vàng mắt. WHO khuyến nghị các quốc gia trên thế giới theo dõi bất kỳ ca tiềm ẩn nào và báo cáo ngay về những trường hợp nghi mắc, tích cực điều tra nguồn gốc của bệnh. Theo định nghĩa của WHO, các ca mắc viêm gan bí ẩn được xác định là trẻ từ 16 tuổi trở xuống, bị viêm gan cấp tính không do viêm gan siêu vi với huyết thanh trên 500 EU 1 lít, AS hoặc ANT. Thời gian mắc bệnh từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho đến nay, nếu các trường hợp đang chờ xét nghiệm huyết thanh viêm gan AE, nhưng đáp ứng những tiêu chí khác sẽ được phân loại vào nhóm đang chờ xác minh. WHO đưa ra giả thuyết căn bệnh này có thể do virus Andeno loại 41F gây ra. Đây là virus liên quan đến chứng cảm lạnh thông thường và bệnh viêm dạ dày ở trẻ. Nó đã được phát hiện trong hàng chục ca mắc viêm gan bí ẩn. Và dù có rất nhiều các giả thuyết liên quan đến nguyên nhân của căn bệnh viêm gan bí ẩn này, Tính đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức về tác nhân gây suy gan cấp, khiến cho các bệnh nhân tử vong khó kiểm soát. Mong rằng với nhiều giả thuyết sau khi nghiên cứu, các ca bệnh, các nhà nghiên cứu sẽ sớm cho chúng ta một nguyên nhân chính thức về tác nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, theo chu kỳ bùng phát 4 năm một lần thì rất có thể sốt xuất huyết sẽ bùng phát thành dịch trong năm 2022. Đặc biệt, nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết trên nền hậu COVID-19 được đánh giá là khá cao. Thời gian gần đây, bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận một số trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19 kèm theo bệnh sốt xuất huyết. Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính tới ngày 11 tháng 6, cả nước đã có hơn 43.600 ca mắc, 22 người tử vong vì sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng 53%, tử vong tăng 17 trường hợp, số ca mắc và tử vong chủ yếu tập trung tại miền Nam. Riêng thành phố Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm ghi nhận 11.722 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2021. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, có nhiều trường hợp trải nhiễm COVID-19 giờ mắc thêm sốt xuất huyết sau khi xét nghiệm, cho thấy trẻ có phản ứng viêm tăng rất nhiều so với những trẻ chưa từng nhiễm COVID-19. Cho tới nay, chưa có nghiên cứu rõ ràng về những trường hợp này, nhưng chúng tôi nhận thấy trẻ đã từng mắc COVID-19 trước đó giờ mắc sốt xuất huyết, thì khả năng vào sốc cao hơn nhóm chưa từng nhiễm COVID-19. Từ đó có thể thấy COVID-19 có khả năng gây ảnh hưởng tới độ nặng của sốt xuất huyết. Ông Tiến chia sẻ thêm, quá trình điều trị cho các trường hợp này cũng rất khó khăn. Khi viêm đa hệ thống hậu COVID-19 sẽ được điều trị chống viêm bằng corticoid hoặc dùng thêm các thuốc chống đông. Trong khi đó, corticoid và thuốc chống đông lại không được phép sử dụng trong điều trị sốt xuất huyết. Vì những loại thuốc này có thể khiến cho tình trạng sốt xuất huyết nặng hơn, gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Bác sĩ Tiến cũng cảnh báo rằng trẻ có thể bị sốt xuất huyết ngay cả khi trẻ không có các triệu chứng điển hình của bệnh. Trẻ có thể bị sốt không cao hoặc không sốt liên tục, nhưng trẻ vẫn có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Phụ huynh cần chú ý tới các dấu hiệu bất thường ở trẻ để phát hiện bệnh kịp thời. Khi nhập viện trẻ, quá trình điều trị rất khó khăn và trẻ có thể bị sốc kéo dài, gặp các biến chứng nặng từ cơ quan hô hấp, tiêu hóa, thận, não, gan, vân vân, thậm chí là tử vong. Phụ huynh cần đặc biệt chú ý tới các trẻ đã từng mắc COVID-19, nhóm trẻ mắc phải hội chứng viêm đa hệ thống MISC trong mùa sốt xuất xuất huyết này. Ngay khi trẻ gặp các triệu chứng như sốt cao, nôn ói, chảy máu mũi, máu răng, tiêu chảy, đi cầu phân đen, mệt mỏi, thì cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám xét nghiệm để sàng lọc sốt xuất huyết các bác sĩ cần phải khai thác bệnh sử của trẻ cẩn thận khi tiếp nhận trẻ có dấu hiệu mắc sốt xuất huyết cần xét nghiệm thêm phản ứng viêm cân nhắc cẩn trọng để có hướng điều trị thích hợp cho trẻ có biểu hiện của sốt xuất huyết dengue trên nền bệnh viêm đa hệ thống liên quan đến covid 19 Kỳ thi xét tuyển vào lớp 10 là kỳ thi vô cùng quan trọng trong đời mỗi học sinh. Để có thể đạt được kết quả như mong muốn, nhiều học sinh đã không ngại gian khổ, cày ngày cày đêm để không phí công chính năm đèn sách cũng có suy nghĩ như vậy, tại thành phố Hồ Chí Minh, một thí sinh đã phải nhập viện ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng lớp 10. Vì vừa trải qua ca mổ ruột thừa đêm 11 tháng 6 nhưng vẫn cố gắng tham dự kỳ thi vào sáng 12 tháng 6. Ngày 12 tháng 6, gần 94.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 3 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đứng thấp thỏm ngoài cổng điểm thi trường trung học cơ sở trường thọ thành phố thủ đức, phụ huynh em VP, học sinh trường trung học cơ sở Lê Văn Việt thành phố thủ đức vô cùng lo âu, đôi mắt luôn hướng vào bên trong để ngóng con. Vị phụ huynh cho biết, trước ngày thi chính thức VP có biểu hiện đau bụng vì có tiền sử đau bao tử nên phụ huynh đã mua thuốc cho con uống. Sáng 11 tháng 6, VP được đưa đến điểm thi bình thường nhưng em đau bụng nhiều hơn và được bố trí thi ở phòng dự trữ cùng một thí sinh bị gãy chân. Ngay sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh, phụ huynh này đã đưa con đi khám. Bác sĩ chẩn đoán VP bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định mổ ngay. Khuya 12 tháng 6, nam sinh được gây mê, mổ nội soi. Phụ huynh chia sẻ, vì không muốn bỏ lỡ kỳ thi quan trọng, sáng nay cháu xin được đi thi. Bác sĩ đã truyền giảm đau cho cháu trong vòng 4 tiếng. Dù vậy, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con. Tôi đã gọi sẵn xe, chờ con thi xong là vào nhập viện luôn. Đến hơn 10 giờ sáng, sau khi thi xong, nam sinh này được bảo vệ nhà trường và phụ huynh đẩy xe lăn ra khỏi điểm thi, lên xe rời đi. Vì gần hết thuốc giảm đau kèm theo việc làm bài thi trong 120 phút, nam sinh nhìn khá mệt mỏi. Tại kỳ thi năm nay, nhiều tình huống bất ngờ cũng đã xảy ra. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi môn thi có khoảng 600 đến 700 thí sinh vắng mặt với nhiều lý do, trong đó có một số thí sinh bị sốt xuất huyết không dự thi được. Do đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khác với kỳ thi tốt nghiệp nên không thể đặt cách cho những thí sinh này. Kỳ thi ghi nhận một thí sinh F0, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức phòng thi theo đúng quy định của ngành y tế với thí sinh này. Bên cạnh đó, 7 học sinh bị tai nạn không thể viết bài được bố trí giám thị viết bài thay. Những thí sinh này dự thi riêng. Phòng thi bố trí thiết bị ghi âm, ghi hình để giám sát đảm bảo không có sự can thiệp với các thí sinh này. Một số thí sinh bị gãy chân, bị ốm cũng đều được các điểm thi hỗ trợ tận tình. Kỳ thi xét tuyển vào lớp 10 vô cùng quan trọng đối với mỗi học sinh. Nhiều người đánh giá 12 năm đèn sách chỉ chờ kết quả ngày hôm nay cũng chính là vì vậy mà nhiều học sinh đi thi với tâm lý áp lực. Kỳ thi đã kết thúc, Kết quả tốt hay chưa tốt cũng sẽ được biết sau một thời gian nữa. Chắc chắn sẽ có những tiếc nuối hoặc sai sót khi làm bài. Nhưng đừng lo lắng quá về kết quả của kỳ thi. Chúng tôi mong rằng sau những ngày ôn thi vất vả, các sĩ tử sẽ có thời gian nghỉ ngơi, giữ tâm lý thoải mái, xả hơi. Nối tiếp bản tin sẽ là tin tức về tình hình an ninh trật tự trong nước. Mới đây, Công an quận Hải Châu Đà Nẵng vừa triệu tập hai nhóm thanh niên hỗn chiến phá nát quán cháo vịt. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiếp tục truy xét những người liên quan đến vụ gây rối trật tự và làm hư hỏng tài sản xảy ra trên đường Hùng Vương vào rạng sáng mùng 10 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng mùng 10 tháng 6, công an quận Hải Châu nhận được thông tin từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng về việc có một số thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí tự chế đến quán cháo vịt trên đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng, gây rối trật tự, làm hư hỏng tài sản, Công an quận Hải Châu chỉ đạo được cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường, nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ hai nhóm thanh niên liên quan. Qua đó xác định, do có mâu thuẫn với nhau, nên một nhóm do NTP, tức là cu heo, 15 tuổi, trú cẩm lệ Đà Nẵng, và nhóm do VTL, Win, 17 tuổi, trú tại Hải Châu, Đà Nẵng, cầm đầu, đã hẹn nhau vào lúc 2 giờ ngày mùng 10 tháng 6. Tại đường trục 60, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để đánh nhau. P kêu gọi được khoảng 50 người đi trên nhiều xe máy và mang theo các loại hung khí như dao phóng lợn, vỏ chai thủy tinh, dao tự chế, bình chữa cháy. Còn nhóm của L cũng kéo theo khoảng 30 người, mang các hung khí như cây ba chữa sắt, vỏ chai bia, dao phóng lợn. Đến điểm hẹn, nhóm của L đuổi đánh nhóm của P nhưng do phát hiện lực lượng công an đi tuần tra nên hai nhóm bỏ chạy. Sau đó, khi đi trên tuyến đường Hùng Vương, nhóm của P thấy hai thanh niên trong nhóm của L đang ngồi ăn cháo vịt tại quán ven đường nên đã dùng vỏ chai bia ném vào hai người này. Không chỉ vậy, một số đối tượng khác dùng dao phóng lợn, ba chĩa xông vào đập phá bàn ghế, bếp, ly, chén, làm hư hỏng toàn bộ đồ vật của quán. Chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí kéo nhau đến khu vực công cộng để giải quyết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, gây bất an cho người dân. Những trường hợp như thế này cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện xử lý sớm các vụ việc khi mới manh nhà thêm một tin tức về tình hình an toàn giao thông trong nước mới đây khi tông từ phía sau mô tô khiến một người tử vong tài xế ô tô gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn đáng chú ý trên đường tháo chạy xe này có dừng lại trên đường tránh thành phố huế đốt vàng mã và tiếp tục di chuyển ra hướng bắc hiện tại lực lượng công an đang khẩn trương điều tra truy tìm ô tô gây tai nạn Vừa qua công an thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giám định dấu vết tại hiện trường để truy tìm phương tiện ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ. Lãnh đạo công an thành phố Huế nói rằng, khu vực xảy ra tai nạn tại km 19 600 quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Huế không có camera, nên lực lượng chức năng tiến hành trích xuất hình ảnh camera được gắn dọc tuyến đường này trong khoảng thời gian vụ tai nạn xảy ra để tìm ô tô gây tai nạn bỏ trốn. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Dê, ngụ xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển mô tô biển kiểm soát 75H3735 lưu thông hướng Nam Bắc. Khi đến vị trí trên thì bị ô tô lưu thông cùng chiều tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến ông Dê tử vong tại chỗ, mô tô hư hỏng nặng. Riêng tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Huế liền có mặt để phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, truy tìm tài xế lái ô tô gây tai nạn. Một nguồn tin cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định ô tô liên quan đến tai nạn là loại xe container, biển số ngoại tỉnh, lưu thông hướng nam bắc. Sau khi va chạm với mô tô trên đường tháo chạy thì xe này có dừng lại trên đường tránh thành phố Huế đốt vàng mã và tiếp tục di chuyển ra hướng bắc hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và theo dõi lộ trình của xe gây tai nạn những thông tin về diễn biến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật chúng tôi cũng hy vọng người tài xế này quay về trụ sở đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật mong rằng mỗi người đều tuân thủ luật khi tham gia giao thông và nếu vô tình gây tai nạn nên biết cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình Gần đây, một đoạn clip do camera hành trình ghi lại tình huống tai nạn xảy ra trên quốc lộ 20 vào sáng 11 tháng 6 đang lan truyền trên mạng, khiến dân mạng không khỏi phẫn nộ. Theo đó, một xe tải chạy vượt ẩu đã lấn làng, ép xe ô tô ngược chiều, khiến cho chiếc xe này buộc phải đánh lái sát lề đường mới tránh được cú đâm, trực diện. Rất nhiều ý kiến đã lên án hành động đi ẩu coi thường tính mạng của tài xế xe tải. Đoạn clip do camera hành trình được xe bán tải ghi lại phía sau, ghi lại tình huống dẫn đến vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14 giờ 8 phút, ngày 11 tháng 6 tại quốc lộ 20, đoạn qua trạm thu phí Liên Đầm hướng về Đà Lạt. Trên đoạn đường cong cua tay áo có vạch vàng liền nét, nhiều xe tải, xe ô tô con và xe máy đang tham gia giao thông bỗng từ phía trước xe tải mang biển kiểm soát 49C01377 chạy vượt ẩu ngay khúc cua, đè vạch vàng, lấn làng ép xe ô tô ngược chiều, khiến cho chiếc xe này buộc phải đánh lái sát lề đường mới tránh được cú đâm trực diện. Không may, lề phải đang có hai người đi xe máy, xe ô tô 5 chỗ màu trắng, đánh lái, tránh cú đâm trực diện của xe tải đã va chạm với xe máy, hậu quả khiến hai người trên xe máy ngã nhào xuống đường chấn thương. Rất nhanh chóng đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc của cư dân mạng. Quá nhiều ý kiến lên án hành động đi ẩu, coi thường tính mạng của tài xế xe tải. Ý thức quá kém, một con sâu là xấu bộ mặt cả tài xế. Cơm mấy giây vội vàng, vài triệu đi hàng mà làm khổ biết bao nhiêu người dân liên lụy tính mạng, nên xử lý nặng với hành vi vượt ẩu nơi cấm vượt. Em còn thấy nhiều anh tài vượt ẩu trên cầu hay các cua khuất tầm nhìn. Mong các anh rút kinh nghiệm. Không để mọi người nói mình là thằng tài xế này nọ mà trách móc họ xưng hô mình nghe nhọt lỗ tai. Chờ không thích gọi bác tài em dịu đôi tay sao? Nhất xe cua Cà Mau, nhì xe rau Đà Lạt, cấm có sai bao giờ? quốc lộ 20 mươi mấy ông xa rau chạy như xe vua hung thần ấy nhìn mấy ông này nên né từ xa cái xe này ở đơn dương em đi làm gặp suốt khúc suối thông tạ ròm đã không có đèn rồi nó bật pha còn lấn làng nữa không cần biết đằng trước ra sao luôn em rớt lệ xém lọt mừng mấy lần còn chưa nó muốn vượt nó bấm còi cho chối lộ tay bữa ngày mấy bác bảo hãy thông cảm cho anh em tài xế chỉ tại xe trước chạy chậm quá nên mấy bác mới vượt để kịp mang rau tươi đến với mọi người và tranh thủ về với gia đình tội người đi xe máy quá mong các đồng chí cảnh sát giao thông làm nghiêm những vụ việc xe tải chạy vượt ẩu chạy qua tốc độ gây nguy hiểm cho người đi đường phóng nhanh vượt ẩu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông trong trường hợp trên tài xế ô tô không chỉ gây họa cho mình mà còn khiến cho những người khác sức mất mạng do vậy Cùng với sự nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật để có thể bảo vệ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng. Nhìn hình ảnh ngọn lửa nuốt chửng chiếc ô tô 7 chỗ và làn khói đen nghịch bốc lên từ đám cháy, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy kinh hoàng. Sự việc diễn ra vào trưa 12 tháng 6 khi ô tô 16 chỗ được tài xế chạy tới tiệm sửa xe trên đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang lúc xe đang đầu phía trước để nhân viên thay lốp lửa bất ngờ bùng lên tài xế cùng nhân viên tại đây dùng bình lửa cháy dập lửa nhưng bất thành trong tích tắc ngọn lửa bao trùm toàn bộ ô tô đám cháy bùng lên bén vào đường dây điện tạo ra hàng loạt tiếng nổ khiến cho nhiều người hoảng sợ đoạn đường hướng từ trung tâm thành phố về huyện diên khánh qua khu vực cháy xe cộ không thể qua phải tìm đường khác lưu thông các lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động đến hiện trường khống chế đám cháy Ngày sau đó, hỏa hoạn không gây thương vong, xong đã thiêu rụi toàn bộ xe. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra. Thời tiết mùa hè hanh khô cũng là nguyên nhân của nhiều sự cố chập điện và hỏa hoạn. Nhiều thông tin về các vụ cháy những ngày gần đây cũng là hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy với mỗi gia đình. Chúng tôi khuyến cáo tự trang bị và thực hành các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy, đồng thời có các thiết bị cứu hỏa để sử dụng khi cần thiết. Cuối bản tin là một số thông tin về tình hình thời tiết trong nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày 13 tháng 6 nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm có mưa to. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội vào ngày 13 tháng 6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Buổi sáng ở khu vực Hà Nội nhiều mây, giữa trưa trời nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ ban ngày từ 34 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 13 giờ đến 16 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 61% đến 78%. Thời tiết Hà Nội buổi tối có mây, ít mưa, riêng từ đêm mai khu vực có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ buổi tối và đêm phổ biến từ 25 độ. Độ ẩm trung bình dao động từ 91 đến 96%. Ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Từ chiều tối và đêm ngày 13 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 13 tháng 6 có mây không mưa, trời nắng nhẹ, buổi trưa và chiều, tăng nhiệt, trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, riêng chiều thỉnh thoảng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban ngày vẫn dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 62 đến 73%. Đà Nẵng ngày mai tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 37 độ, riêng chiều có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Thời tiết có nhiều thay đổi thất thường trong ngày chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của người dân đề phòng mưa dông bất chợt quý vị và các bạn nên mang theo ô dù hoặc áo mưa mỗi khi ra ngoài bên cạnh đó mỗi người nên chủ động theo dõi cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết và làm theo các hướng dẫn khuyến cáo của bộ y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và kịp thời phòng tránh những dịch bệnh dễ lây lan trong mùa này những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi nhé vì chúng tôi sẽ còn mang đến cho quý vị nhiều thông tin thú vị và bổ ích còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo